Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Đỗ Ngọc Hà đây. Và hiện tại trước mắt các bạn đang là một chiếc Xiaomi Redmi 8A. Và bây giờ mình sẽ thử bật chiếc máy này lên để xem nó như thế nào các bạn nhé. Và các bạn có thể thấy là hiện tại chiếc máy này đang sử dụng ngôn ngữ là tiếng Anh. Và trong máy không hề có ứng dụng Google Play, có nghĩa là máy không có cửa hàng Play và không có dịch vụ của Google Play các bạn nhé. Đây là máy Xiaomi xách tay nội địa Trung Quốc. Máy này không có tiếng Việt và không có Google Play để mình có thể tải ứng dụng các bạn nhé. Đó, và bây giờ mình sẽ thử vào trong phần cài đặt và vào phần ngôn ngữ của máy để mình kiểm tra. Và như các bạn có thể thấy là hiện tại chiếc máy này là bên trong nó chỉ có tiếng Trung Quốc, tiếng Anh và tiếng Lào thôi các bạn nhé, chứ không hề có ngôn ngữ tiếng Việt hay là ngôn ngữ của các quốc gia khác. Đó, và trong video ngày nay mình xin hướng dẫn cho tất cả các bạn cách có thể cài đặt một bản ROM global full quốc tế và có đầy đủ mọi ngôn ngữ của tất cả các quốc gia trên thế giới và có đầy đủ dịch vụ của Google Play Service các bạn nhé. Đó, và đầu tiên để có thể mà cài được ấy, thì các bạn sẽ cần phải đăng ký cho mình một cái tài khoản Xiaomi. Và tạo tài khoản Xiaomi thì nó cũng khá là dễ, thì cái này các bạn có thể tự tạo. Các bạn sẽ cần phải tạo tài khoản này bằng số điện thoại các bạn nhé. Và hiện tại là chiếc máy này mình đã tạo sẵn tài khoản và đã đăng nhập sẵn cái tài khoản của mình vào rồi, các bạn có thể thấy ở đây. Và sau khi mà đăng nhập tài khoản xong ấy, thì các bạn sẽ vào cho mình cái mục là My Device ở đây nhé. Rồi sau đó các bạn sẽ vào cho mình cái mục là OSpec ở đây. Rồi ở đây nó sẽ có cái mục là MIUI version này, các bạn sẽ click vào đây 7 lần liên tục giúp mình nhé. Và sau khi mà các bạn click vào 7 lần, nó hiện là Not Need You Already A Developer, thì các bạn sẽ quay trở lại giúp mình. Rồi các bạn sẽ quay trở lại một lần nữa, sau đó các bạn sẽ kéo xuống dưới và các bạn sẽ vào cho mình cái mục là Additional Setting ở đây nhé. Rồi các bạn sẽ vào cho mình cái mục là Developer Option ở đây. Rồi sau đó thì ở đây nó sẽ có cái mục là OEM Unlocking, các bạn sẽ cần phải bật cái mục này lên cho mình nhé. Và sau khi mà các bạn đã bật cái mục này lên rồi, thì các bạn sẽ vào cho mình cái mục là Mi Unlock Status ở bên dưới này. Đây chính là cái mục này nhé. Các bạn sẽ vào đây, và ở đây thì nó sẽ có mục là Add Account and Device này. Và trước khi mà các bạn ấn vào đây, các bạn sẽ cần phải tắt Wi-Fi đi cho mình. Sau đó các bạn sẽ cắm một chiếc SIM có 4G vào nhé, có nghĩa là SIM có dữ liệu mạng, các bạn cắm vào và các bạn sử dụng mạng của cái SIM đấy. Sau đó các bạn sẽ ấn vào Add Account and Device này. Và sau khi mà các bạn ấn ấy, thì các bạn sẽ đợi lúc nó sẽ báo là Add Account Successfully, tức là thêm tài khoản thành công ấy. Thì lúc này các bạn sẽ cần phải chờ cho mình khoảng thời gian là 168 giờ nhé, có nghĩa là khoảng 7 ngày. Và sau khi mà đã đủ 7 ngày rồi, thì các bạn sẽ cần phải sử dụng máy tính để các bạn tải ROM về và cũng như là unlock bootloader và chạy cái bản ROM này các bạn nhé. Đó, và hiện tại là các cái bước này mình đã làm sẵn rồi nên mình sẽ không làm lại nữa, thì mình chỉ nói qua các bước cho các bạn hiểu mà thôi. Và sau khi mà đã thêm tài khoản và chờ 168 tiếng thành công, thì các bạn sẽ cần phải sử dụng máy tính để chạy ROM cho chiếc máy này nhé. Và bây giờ mình sẽ lên máy tính. Rồi, ở trên máy tính các bạn sẽ cần phải mở trình duyệt của máy tính lên giúp mình. Rồi, sau đó các bạn sẽ gõ cho mình cái từ khóa tìm kiếm là mifilm.net. Đây chính là cái địa chỉ này nhé. Sau khi mà đã gõ xong, các bạn sẽ ấn phím Enter giúp mình. Rồi, và sau khi mà đã vào được cái trang web mifilm này rồi, thì đây chính là giao diện của trang web mifilm. Các bạn sẽ kéo xuống dưới, và ở đây nó có mục là Search a Model này, thì các bạn sẽ cần phải đánh đúng cái tên máy Xiaomi hiện tại mà các bạn muốn cài tiếng Việt vào nhé. Thì của mình là Xiaomi Redmi 8A, nên mình sẽ đánh cái chữ là 8A vào đây. Đây, ở đây nó sẽ hiển thị ra hai mẫu nhé. Thì cái mẫu của mình nó là mẫu Redmi 8A này, Oliver Line này. Các bạn sẽ click vào cái bản này giúp mình nhé. Rồi, và các bạn sẽ kéo xuống. Sau đó thì ở đây nó sẽ có những cái mục như là China này, Global này, Indian này, các thứ này. Đấy, thì ở đây nó sẽ có mục là Global. Các bạn sẽ click vào cái mục Global ở đây giúp mình nhé. Rồi ở đây nó sẽ có những cái phiên bản, thì các bạn sẽ cần phải click vào cái phần là Fastboot Stable này nhé, đúng cái này giúp mình nhé. Và sau khi mà đã chọn Global và Fastboot Stable, thì các bạn sẽ cần phải tải về cho mình cái phiên bản mới nhất, phiên bản trên cùng này. Các bạn sẽ click vào cái nút download ở đây. Rồi sau đó các bạn sẽ kéo xuống và các bạn sẽ ấn vào cho mình cái nút là download server Xiaomi ở đây. Và được rồi, sau khi mà các bạn đã click ý, thì nó sẽ tải về ở bên trên này nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ đợi tầm từ 10 đến 15 phút để cho cái bản ROM tải về, tùy vào tốc độ mạng của các bạn nhé. Và trong khi mà chờ cái bản ROM này tải, thì các bạn sẽ cần phải tải về cho mình một cái công cụ nữa là Xiaomi Mi Plus Unlock nhé, để phục vụ việc mình unlock bootloader để mình có thể cài được cái bản ROM này vào máy nhé. Và bây giờ thì để có thể mà tải được công cụ đấy về, thì các bạn sẽ mở cái tab mới lên cho mình. Sau đó các bạn sẽ cần phải đánh cho mình cái từ khóa là Xiaomi Mi Unlock Tool này nhé. Rồi các bạn sẽ ấn phím Enter giúp mình. Rồi, và sau khi mà các bạn đã gõ thì ở đây nó sẽ có cái trang web đầu tiên là Apply Permission to Unlock Mi Device. Các bạn sẽ click vào cái trang kết quả đầu tiên này giúp mình nhé. Rồi, và ở đây nó sẽ có cái nút là Download Mi Unlock này, các bạn sẽ click vào cái nút này cho mình. Rồi, các bạn sẽ ấn nút bắt đầu tải để tải cái công cụ unlock về nhé. Được rồi, và sau khi mà đã tải về thành công thì các bạn sẽ cần phải mở thư mục và các bạn sẽ cần phải giải nén cái công cụ này ra nhé. Và sau khi mà đã giải nén thành công thì các bạn sẽ được một cái thư mục có cùng tên của cái file mà các bạn vừa tải về. Các bạn sẽ click vào. Và sau đó thì các bạn sẽ click vào cho mình cái file là miplus unlock.exe ở đây nhé.
Rồi, và sau khi mà các bạn click ý, thì các bạn sẽ ấn vào cái chữ tàu ở đây để tải cái phiên bản mới về. Rồi, các bạn sẽ nút bắt đầu tải. Rồi, sau khi tải xong thì các bạn sẽ tiếp tục mở thư mục. Rồi, các bạn sẽ giải nén cái file mà các bạn vừa tải về xong. Được rồi, sau khi mà đã giải nén thành công thì các bạn sẽ click mở cái file mà các bạn vừa mới tải về này. Rồi, các bạn sẽ tiếp tục mở cho mình cái file miplus unlock.exe ở đây. Rồi, các bạn ấn vào cái nút agree. Thì bây giờ các bạn sẽ cần phải đăng nhập cái tài khoản đấy vào giúp mình nhé. Rồi, sau khi mà các bạn ấn đăng nhập ấy, thì ở đây nó sẽ gửi cái mã xác minh về cái số điện thoại của các bạn mà các bạn đã đăng ký. Thì bây giờ các bạn sẽ nút send. Và bây giờ các bạn sẽ cần phải nhập mã xác nhận vào đây nhé. Rồi, sau khi mà đã nhập mã xác nhận ấy, thì bây giờ nó sẽ gửi cái mã về cái tin nhắn của cái số điện thoại mà các bạn đã đăng ký. Và bây giờ các bạn sẽ nhập cái mã đấy vào nhé. Rồi, sau khi mà đã đăng nhập vào thành công thì các bạn có thể thấy là đây chính là giao diện chính của cái phần mềm Xiaomi Mi Flat Unlock. Thì bây giờ các bạn sẽ cần phải đưa điện thoại về chế độ Fast Boot để tiến hành unlock bootloader nhé. Bây giờ các bạn sẽ cần phải tắt nguồn chiếc điện thoại đi trước giúp mình. Và sau khi mà đã tắt nguồn thành công thì bây giờ các bạn sẽ giữ cho mình phím giảm âm và phím nguồn. Và sau khi mà các bạn giữ ý, thì nó sẽ hiển thị ra một cái màn hình giao diện Fast Boot như vậy. Thì bây giờ các bạn sẽ cần phải cắm cáp kết nối giữa điện thoại với máy tính nhé. Và sau khi mà đã cắm cáp kết nối thành công thì các bạn có thể thấy là hiện tại chiếc điện thoại sẽ được tự động hiển thị ở trên cái công cụ này. Nếu như cái công cụ này mà chưa hiển thị cái điện thoại lên thì các bạn sẽ cần phải tải về cho mình cái công cụ là Xiaomi Mi Flat để tiến hành cài đặt driver cho chiếc máy tính nhé. Đó, thì bây giờ để có thể mà cài được cái công cụ đấy thì các bạn sẽ cần phải tải về cho mình cái file mà mình đã đính kèm ở bên dưới phần mô tả của video. Các bạn có thể click vào đường link để tải về nhé. Đó, thì cái file đó nó sẽ là cái file dạng zip. Đó, nó là cái file này nhá, Mi Flat 2017-0425. Bây giờ mình sẽ giải nén cái file này ra. Được rồi, sau khi mà file này đã được giải nén thì bây giờ mình sẽ click vào. Và sau đó thì mình sẽ ấn vào đây. Và bây giờ mình sẽ click vào cái file Mi Flat 2017-0425.msi này nhé. Rồi, và sau khi mà mở lên ý, thì các bạn cứ ấn next hết để cài đặt cái phần mềm này cùng với driver nhé. Thì cái này do máy tính của mình đã cài sẵn cái công cụ này rồi nên là nó sẽ hiển thị như vậy. Đó, thì cái tiến trình cài đặt của nó cũng sẽ y hệt giống như là cái mình vừa cài thôi. Đó, được rồi, và sau khi mà đã cài đặt thành công cái phần mềm này thì các bạn sẽ vào cái nút close. Rồi các bạn sẽ tắt cái cửa sổ đấy luôn nhé. Và sau khi mà các bạn đã cài đặt thành công ấy, thì nó sẽ hiển thị cái thiết bị ở đây. Nếu như mà nó vẫn chưa hiển thị thì các bạn sẽ ấn vào cái nút refresh ở đây nhé. Đó, thì nó sẽ hiển thị ra đây. Và sau khi mà đã hiển thị rồi thì các bạn sẽ ấn vào cái nút unlock ở đây giúp mình. Và các bạn sẽ đợi trong giây lát. Đó, và sau khi mà nó đã báo done thì chiếc điện thoại sẽ được tự động khởi động lại. Và ở đây nó sẽ kèm với cái dòng chữ là unlock ở đây, hoặc là cái biểu tượng mà ổ khóa đã mở ở trên này nhé. Đó, như vậy là mình đã tiến hành unlock bootloader thành công rồi. Và sau khi mà đã unlock thành công thì các bạn vẫn sẽ tiếp tục giữ phím nguồn và phím giảm âm để đưa lại máy về chế độ fast boot để mình tiến hành chạy ROM nhé. Được rồi, và sau khi mà đã đưa lại máy về fast boot thành công thì bây giờ các bạn sẽ đợi cho cái bản ROM nó tải về. Và bây giờ cái công cụ Xiaomi Mi Flat Unlock này mình sẽ không cần đến nữa, mình có thể tắt nó đi được rồi. Và sau đó thì mình có thể xóa luôn hai cái file cài đặt này đi. Rồi, và file ROM cũng đã được tải về thành công. Bây giờ mình sẽ ấn vào cái nút hiển thị ở trên thư mục. Rồi, sau đó mình sẽ giải nén cái file này ra nhé. Các bạn có thể chọn luôn cái phần extract here. Và được rồi, sau khi mà đã giải nén thành công thì bây giờ các bạn sẽ mở cái file này lên nhé. Và các bạn có thể thấy là ở đây chính là cấu trúc của tất cả những cái gì có ở trong cái file ROM này. Thì sau khi mà nó hiển thị ra được như vậy là tức là file đã đầy đủ và chuẩn rồi nhé. Bây giờ mình sẽ tắt hết những cái cửa sổ này đi, mình sẽ không cần đến nữa. Bây giờ mình sẽ mở cái công cụ Xiaomi Mi Flat mà mình vừa mới cài đặt này ra nhé. Được rồi, sau khi mà công cụ đã lên thì đây chính là cái giao diện của cái công cụ. Bây giờ các bạn sẽ ấn vào cái nút Select ở đây giúp mình. Rồi, và các bạn sẽ ấn vào cái đường dẫn mà các bạn đã tải xuống. Thì ở đây mình lưu ở trong mục Download nên mình sẽ chọn cái mục là Hoàn PC. Và sau đó mình sẽ kéo xuống và vào cái mục Download. Và đây chính là cái thư mục của bản ROM này nhé. Các bạn sẽ click vào cái mục là Oliver Line này. Đó, và nó hiển thị ra cái đường dẫn là Oliver Line và cái phần Image ở đây, tức là được nhé. Rồi, sau đó các bạn sẽ phím OK giúp mình. Và ở đây thì trước khi mà các bạn ấn chạy thì các bạn lưu ý là ở bên dưới này mặc định nó sẽ là Clean On and Lock. Nếu như mà các bạn sơ ý mà không để ý, các bạn cứ thế ấn chạy luôn thì là nó sẽ bị khóa bootloader lại và máy sẽ bị break nhá. Thì lúc đấy sẽ không cứu được, nên là lúc đấy nó rất là phiền. Các bạn lưu ý là cần phải click sang cái mục Clean On này trước giúp mình. Các bạn lưu ý là phải click đúng vào cái mục Clean On này. Sau đó thì các bạn sẽ ấn vào cái nút Refresh ở đây nhé.
Và sau khi mà các bạn ấn refresh ấy, thì nó sẽ hiển thị ra cái điện thoại ở đây. Thì lúc này các bạn có thể ấn vào cái nút flash để các bạn tiến hành chạy. Và bây giờ các bạn sẽ đợi tầm từ 5 đến 10 phút để cho cái bản ROM được nạp vào trong điện thoại nhé. Như vậy là cái quá trình up ROM của chúng ta đã bắt đầu diễn ra rồi. Và sau khi mà chạy thành công ấy, thì Tune sẽ trả về cái kết quả báo success như vậy. Và chiếc điện thoại sẽ được tự động khởi động lại các bạn nhé. Bây giờ các bạn đã có thể ngắt kết nối điện thoại khỏi máy tính được rồi. Và bây giờ các bạn sẽ chờ khoảng tầm từ 5 đến 10 phút để cho chiếc máy khởi động lên. Rồi, và như vậy là chiếc máy của chúng ta đã lên. Bây giờ mình sẽ thử cùng kích hoạt máy ở bên trong để xem chiếc máy này như thế nào các bạn nhé. Đó, và các bạn có thể thấy là bây giờ nó đã xuất hiện cái ngôn ngữ tiếng Việt ở đây rồi. Bây giờ mình sẽ next vào đó, vùng của Việt Nam luôn các bạn nhé. Được rồi, như vậy là chiếc máy đã được kích hoạt trong thành công. Và các bạn có thể thấy là bây giờ máy đã có đầy đủ cửa hàng CH Play và có đầy đủ ngôn ngữ tiếng Việt luôn các bạn nhé. Đó, và bây giờ mình sẽ thử vào lại phần cài đặt của máy để mình kiểm tra. Đó, và chiếc máy vẫn bán là thiết bị Redmi 8A các bạn nhé. Đó, và phiên bản MIUI đã được lên phiên bản cao hơn rồi. Và bây giờ mình sẽ thử kéo xuống bên dưới và mình sẽ vào thử cái phần cài đặt bổ sung. Mình sẽ vào phần ngôn ngữ và nhập liệu và mình sẽ vào phần ngôn ngữ. Và các bạn có thể thấy là hiện tại trong máy đã có rất là nhiều ngôn ngữ và gần như là tất cả ngôn ngữ ở trên thế giới luôn các bạn nhé. Đó, và bây giờ mình kéo xuống này thì ở bên dưới này đã có ngôn ngữ tiếng Việt và mình đã có thể sử dụng tiếng Việt một cách hoàn toàn bình thường các bạn nhé, và không hề gặp bất cứ một cái vấn đề gì hết cả, bởi vì đây chính là bản ROM chính thức của Xiaomi nên là mình có thể sử dụng một cách hoàn toàn ổn định và không xảy ra bất cứ một cái vấn đề gì hết. Được rồi, vậy là trong video ngày hôm nay mình cũng đã hoàn thành xong bài hướng dẫn cho tất cả các bạn cách có thể cài đặt tiếng Việt và Alo cho tất cả những dòng máy Xiaomi của Trung Quốc. Nếu như các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình và tiếp tục theo dõi những video sau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.